Hello cả nhà, em lên một đồng hồ Seiko nha, size 42, chạy 6 kim, kim cọc vàng nha, đó, mặt hai lòng luôn, size 42, tay 17.5 đổ về, nhưng mà em có hai mắt thêm nha, đây. Rất đẹp luôn, chạy kim trôi nha cả nhà, đây kim trôi nè, như ô tô vậy, lịch gốc 5 giờ nè. Size to luôn, đây Seiko chính hãng. Đó, sản xuất tại Nhật luôn. Dân nè. Bấm cái về liền luôn nè. Còn đẹp nha. Đó, em có hai mắt thêm, 17 giây thì 17.5 nha, nhưng mà có hai mắt thêm nha. Hoặc này lên dây da cũng rất là đẹp luôn, phơm to bự ngầu, kim cọc vàng, kim trôi nữa, quá đã. Dừng nè. Rồi em mời cả nhà nha.